Nhắc đến chè xanh, chắc hẳn không ai là không biết đến. Và thường thì mọi người sẽ liên tưởng ngay đến nước chè xanh, một loại thức uống gần như là quen thuộc đối với người dân Việt Nam, đặc biệt là đối với những người dân vùng quê. Vì dường như trong cuộc sống thường ngày của họ, không thể thiếu ấm nước chè xanh được. Tuy nhiên, ngoài tác dụng nấu uống nước giúp thanh nhiệt cơ thể, thì nó còn có nhiều công dụng khác trong cả việc làm đẹp, và đặc biệt là để chữa một số bệnh rất tốt cho sức khỏe con người. Chính vì vậy, chè xanh luôn được xem như là một loại cây dược liệu tốt trong thời xưa và cả cuộc sống hiện đại ngày nay. Cây chè xanh hiện nay được trồng phổ biến ở khá nhiều nơi, chủ yếu nhất vẫn là vùng núi Tây Bắc, miền núi Trung Du và ở đồng bằng sông Hồng, sông Lam. Nó là một loại cây công nghiệp lâu năm, có nhiệm kỳ kinh tế dài, mau cho sản phẩm, hiệu quả kinh tế cao và ổn định, có thể cho thu hoạch từ 30 đến 40 năm hoặc lâu hơn, tùy thuộc vào điều kiện chăm sóc của con người. Trồng cây chè xanh, ngoài để phục vụ cuộc sống, còn có tác dụng phủ đất trống, đồi chọc, chống sói mòn đất. Các bộ phận trên cây chè đều có thể dùng được hết, từ lá đến thân. Và mục đích sử dụng thường dùng cả lá và cồi để nấu lấy nước uống. Đặc biệt là phần búp chè có rất nhiều tác dụng khác nhau, từ việc chế biến ra thành trà để xuất khẩu, đến làm đẹp da và chữa một số bệnh cho con người. Nhà tôi trồng chè thì để là dùng cho là để sử dụng uống hàng ngày, gọi là chứ là sản xuất búp chè tươi để đưa đi các lâm ra trà đó, để đưa đi ra các nơi để cho họ uống, bởi vì họ ở đó cũng có chè tươi mà chè tươi của người được khỏe, dùng cho sức khỏe của mình nhé. Ngoài ra có là chưa được các cái bệnh như kiểu mà mình đau bụng chẳng hạn, hãy bốc chè tươi là về là cùng uống cùng được, là dùng tổ cho người phụ nữ ta dùng hàng ngày để rửa những cái vết thương nữa, cũng là rửa cũng tốt. Đối với cái chè thì vừa có thể là như cái chè công nghiệp á, là sản xuất để là thành các cái chè xanh, chè khô đấy, chè xanh và chè đen để xuất khẩu và sử dụng là làm cái phá nước uống. Còn đối với cái chè mà chè tưới á, đối người dân vùng sản xuất chè và trên địa bàn huyện cũng nói riêng và trên toàn tỉnh thì người dân là thường là ở đấy địa phương toàn là sử dụng cái chè tưới này là để làm cái thức uống hàng ngày. Mỗi sáng có thể nhâm nhi cốc nước chè xanh thì thật tuyệt vời. Nó có tác dụng giúp thần kinh tỉnh táo hơn mà không độc hại như cà phê. Đặc biệt, uống nước chè còn có thể hạn chế sự phát triển của căn bệnh ung thư, điều trị căn bệnh tim mạch, giúp lợi tiểu, tiêu hóa tốt, nâng cao sức đề kháng của cơ thể, tăng cường sinh lực và phòng chống bệnh tật. Từ cây chè xanh, người xưa đã chế ra được rất nhiều loại khác nhau như dùng làm trà, nấu nước chè xanh hay chè đâm thì đều là những thức uống rất tốt và được biết đến như một loại thuốc giải độc công hiệu. Trong đông y, nó được dùng trong một số trường hợp nhiễm độc kiềm và thảo dược. Và các nhà nghiên cứu khoa học cũng đã chứng minh được rằng chè xanh có tác dụng chống lão hóa nhờ các chất vitamin và amino acid khác nhau. Do vậy, nếu uống thường xuyên có thể phòng ngừa tình trạng thiếu vitamin A, C và B, kéo dài tuổi thọ ở người cao tuổi. Nấu nước hay om ấm nước chè cũng rất đơn giản. Chỉ cần lấy cả cồi và lá bẻ ngang, rửa sạch, rồi vò lại, om vào ấm. Nấu nước sôi nóng
đổ vào ủ khoảng 15 đến 20 phút, cho chè lơi ra là có thể thưởng thức được một chén nước chè thơm ngon. Tuy có vị hơi chát, nhưng uống lâu dần sẽ quen và dễ bị nghiện. Uống nước chè không chỉ giúp thanh nhiệt cho cơ thể, tốt cho sức khỏe, mà còn góp phần trong việc thêm gắn kết tình cảm mọi người lại với nhau hơn, cùng nhau trò chuyện tâm tình bên chén nước chè xanh. Nói chung bà tôi nông thôn nó chịu chủ yếu là chè. Thì nói chung là chè nông thôn mình là gọi là chè hạt nhỏ thạch. Nên bà tôi thường lại là cứ sáng là ỏm mua đóng ỏm nước lấy nậu lấy là gọi là kêu thằng xóm là chị mưa người lại uống nước chè xanh. Rồi là bên đêm là cùng uống nói chuyện là với cái cổ truyền hay là hẳn cái ông ấy nói chuyện là chè là hẳn trừ được cái bệnh là gọi là ung thư thực hợp. Trường hợp là gọi là đau mỏi. Là gọi là trường hợp như ách tắc là gọi bu bọng thử là hẳn nó vẫn được tiêu tiểu là nó hẳn rất tốt. Chúng tôi một ngày mà không có chè là không có nước chạt là lâu là vẫn thêm là trưa ni ông đi nậu là gọi vào tối này thì tối ni ông kia nậu thì gọi vào tôi đi là đi uống thẳng xuống ánh xóm đấy. Là gọi là đổ mật mì vô thì nói chung cái mật mì thì người thì ứ đầy uống chè chạt người uống chè ngọt đó thế còn vào tối thì được chè chạt nhất là có cái bữa dỗ bữa tiệc là phải chè chặt chè đặc rượu mới ngon. Giá đây như tôi là đi chợ là mua chè là có mình tròn chè vàng mà sầm mà hái nữa bỏ to mà hái nữa là mình lạ là có như vàng mà bẻ ra là giòn mà hái nữa là về mình nậu là mình nậu có vàng hơn. Chè xanh là một loại cây trồng của tự nhiên, rất an toàn và gần gũi với cuộc sống thường ngày của con người. Uống nước chè xanh vừa là thú vui tao nhã, vừa cung cấp một số dưỡng chất cho cơ thể để phòng trừ được nhiều bệnh tật. Bởi nước chè xanh giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của cơ thể, giải phóng năng lượng ra bên ngoài, rất thích hợp cho những người đang muốn giảm cân. Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng làm giảm nguy cơ gây ung thư, vì trong nước chè xanh có chất catechin làm giảm kích thước khối u, chống phóng xạ, giảm lượng đường trong máu, giảm cholesterol, diệt khuẩn. Vitamin C có trong nước chè xanh làm tăng sức đề kháng, chống cúm. Vitamin nhóm B trợ giúp cho quá trình trao đổi carbon hydrate, flavonoid có tác dụng giảm huyết áp, tăng độ bền vững thành mạch, chống cảm cúm. Caffeine, theophylline và pentosilphyline có trong chè kích thích tim một cách trực tiếp, mở rộng huyết quản để máu có thể truyền vào tim một cách đầy đủ. Ngoài tác dụng tốt cho các bệnh, thì chè xanh còn có các tác dụng khác trong lĩnh vực làm đẹp như trị mụn. Sử dụng chè xanh làm nước rửa mặt giúp da mặt sát khuẩn, ngăn ngừa và trị mụn rất hiệu quả. Hay dùng bột trà xanh để đắp mặt cho chị em phụ nữ cũng rất tốt. Ngoài ra, uống nước chè có thể ngăn ngừa được tình trạng sâu răng, giúp làm trắng răng. Để dùng đúng cho chè xanh thì không phải ở đâu cũng phải dùng đúng. Cái thứ nhất là chúng ta vì dùng chè xanh lá bệnh tệ, lá không già cũng không non. Cái thứ hai là của một số dùng lá là đúng tốt nhất, không phải là dùng cuống. Vì nó có tác dụng cái thứ nhất là về trong cái để cái uống có lợi cho sức khỏe. Vì trong chè xanh thì chúng ta biết rồi, có rất là nhiều vitamin ở trong đó, nhiều khoáng chất ở trong đó và được có cái tác dụng là làm cho cái thư thái con người. Cái thứ hai nữa là tác dụng về tiêu hóa, là kích thích tiêu hóa, làm cho chúng ta khi đã ăn uống ngon rồi, sức khỏe thì tốt rồi thì các cái sinh hoạt khác trong cơ thể nó cũng kéo theo như là trí nào này, rồi là giấc ngủ này thì rất là tốt. Tuy nhiên không phải cứ dùng chè xanh là tốt. Trong chè xanh cũng có một số chất gây ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Chính vì vậy, cần lưu ý một số trường hợp khi sử dụng như tránh uống nước chè xanh khi đói. Lý do là bởi nước chè sẽ xâm nhập phế phù, làm cho tỳ vị bị lạnh, dễ rơi vào tình trạng cồn cào, nôn nao, khó chịu, hoa mắt, chóng mặt.
Điều này rất nguy hiểm cho cơ thể. Không nên dùng nước chè để uống thuốc, bởi chất axit tannic có trong lá chè sẽ gây ảnh hưởng tới hiệu quả của thuốc. Tác dụng của thuốc là kích thích chức năng của các hệ thần kinh trong cơ thể. Còn các caffeine trong chè xanh tăng tốc độ hoạt động của hệ thần kinh và có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng như chóng mặt, tăng huyết áp, tăng nhịp tim. Một cốc nước chè xanh có chứa khoảng 24-45mg caffeine. Nếu uống chè 4-5 lần một ngày, có thể gây ra nhiều loại bệnh như bệnh tiểu đường, tiêu chảy, táo bón, mất ngủ, hội chứng ruột kích thích, tăng nhịp tim, chứng run. Caffeine cũng đi qua sữa mẹ và có thể ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh trong thời kỳ đang bú sữa. Chúng ta dùng chè xanh thì đặc biệt là nấu chè xanh, om chè xanh phải đúng cách và uống trong om trong vòng 30 phút thì chúng ta dùng. Chúng ta không nên ngâm quá lâu, om quá lâu và uống quá đặc thì nó không tốt. Ngoài việc sử dụng nước chè xanh để uống thì theo kinh nghiệm dân gian của người xưa đã sử dụng lá chè xanh trong việc chữa một số bệnh như ăn không tiêu, đầy bụng. Dùng lá chè, bột sơn trà, đường đỏ, mỗi thứ 10 gram. Sau đó cho vào nồi, đổ nước sôi vào hãm khoảng 20 phút là uống được. Chữa bỏng nhẹ. Lấy một nắm lá chè sắc nước đặc để nguội ngâm vết bỏng, hoặc dùng vải mỏng nhúng vào nước chè nguội rồi đắp vào chỗ bỏng, mỗi lần 10 đến 15 phút, ngày làm 2 đến 3 lần. Sẽ làm dịu đau, tránh phồng da, chóng lên da non. Hỗ trợ điều trị viêm lợi: lá chè 30g, rau dệu phơi khô 50g, dầu má 30g, lá đinh lăng 30g, sắc nước uống trong ngày. Bệnh nhân nên dùng liên tục từ 3 đến 5 ngày. Chữa nhiệt miệng: hàng ngày dùng nước chè xanh để súc miệng. Chè xanh thì nó có một cái tác dụng là cung cấp các cái vitamin, thứ hai nữa là cái tác dụng lợi tiểu, thứ ba nữa là oxy hóa cho cái hoạt động của các tế bào. Cho nên là trong nghiên cứu chè xanh thì chúng ta dùng để cái kích thích tiêu hóa và các cái hoạt động của các cái tạng phủ theo y học cổ truyền rất là tốt. Ngoài ra thì khi mà do tính chất của chè xanh như thế nên là trong cái oxy hóa các cái tế bào. Người Việt xưa dù sống trên núi cao, dưới đồng bằng châu thổ hay bên bờ biển, dù là người sang, kẻ hèn thì tất thảy đều luôn gắn bó với cây chè. Nó như là một người bạn trong cuộc sống hàng ngày của họ, bởi chè xanh dường như là một dược liệu lý tưởng bảo vệ sức khỏe của mọi thời đại. Và nó cũng là một vị thuốc pha chế thích hợp cho nhiều bài thuốc, là thứ nước uống tốt nhất mà thế giới tự nhiên đã ban cho loài người. Cho nên cha ông ta từ xưa tới nay vẫn luôn gắn bó và quý trọng cây chè, xem nó như là một loại cây thuốc quý bảo vệ cho sức khỏe của con người, tránh được những độc tố trong xã hội hiện đại sử dụng nhiều hóa chất này.